Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Tư, 23 tháng 11 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tiếp theo trong phần 2 là phóng sự lễ ra mắt tân hội đồng chấp hành cộng đồng vùng Washington DC, Maryland và Virginia nhiệm kỳ 2016-2018. Và sau cùng là buổi phóng sự cuộc thi Mamala's Kitchen tại Houston, Texas. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, Việt Nam thách thức Trung Quốc với việc nâng cấp phi đạo và xây dựng các nhà để máy bay mới trên quần đảo Trường Sa. Hãng thông tấn AP nhận định, việc nâng cấp phi đạo duy nhất của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và xây dựng các nhà để máy bay mới tại địa điểm này, Hà Nội đáp lại việc Trung Quốc trong thời gian qua đã ồ ạt xây dựng các cơ sở quân sự tại khu vực đang tranh chấp này ở Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS công bố vào tuần trước cho thấy là Hà Nội đã mở rộng phi đạo và xây hai nhà chứa máy bay lớn trên một đảo của Trường Sa để có thể tiếp nhận những phi cơ mới của Không quân Việt Nam như máy bay giám sát biển PZL, M28B và máy bay vận tải CASA-C295. Để mở rộng phi đạo, Việt Nam đã bồi đắp đảo cho lớn hơn, tương tự như việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo, tức bồi đắp các đá thành những đảo thật sự. Thực ra thì quy mô của công trình mở rộng phi đạo của Việt Nam chẳng thấm vào đâu so với các công trình của Trung Quốc ở Trường Sa, vì các chiến đấu cơ phản lực chỉ có thể sử dụng một cách hạn chế phi đạo vừa được mở rộng. Nhưng theo ghi nhận của dự án Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI thuộc trung tâm CSIS, hành động nói trên cho thấy là ngay cả khi căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc giảm bớt, Việt Nam vẫn tiếp tục hiện đại hóa quân đội và thắt chặt quan hệ an ninh với các nước Nhật, Mỹ, Ấn Độ để chuẩn bị đối phó với những hành động khác của Trung Quốc trong tương lai nhằm áp đặt chủ quyền của họ ở Biển Đông. Theo AMTI, Việt Nam có thể sử dụng phi đạo mở rộng và nhà để máy bay mới cho việc tuần tra khu vực Trường Sa. Cho dù tiềm lực quân sự của Việt Nam không thể so với của Trung Quốc, nhưng Hà Nội có vẻ quyết tâm nâng cao khả năng giám sát hoặc khả năng bảo vệ chủ quyền nếu thông tin về việc khai triển hỏa tiễn là đúng. AP nhắc lại, hôm thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng Liên lập tức đã yêu cầu Việt Nam ngưng xây dựng trên lãnh thổ Trung Quốc, nhưng chắc là Hà Nội sẽ không làm theo yêu cầu này của Bắc Kinh. Hãng AP cũng nhắc lại hồi tháng 8-2016, Việt Nam đã bắt đầu khai triển các dàn hỏa tiễn địa đối không ở quần đảo Trường Sa. Hà Nội đã không xác nhận thông tin này, nhưng theo nhận định của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải AMTI, hành động đó không có gì là đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy tiềm lực không quân rất mạnh mà Trung Quốc chẳng bao lâu nữa sẽ khai triển ở vùng Trường Sa. Dù sao thì với nguy cơ chiến tranh tái diễn với Trung Quốc do vấn đề Biển Đông, Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải tiếp tục hiện đại hóa quân sự, một mặt nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, mặt khác đầu tư phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, cùng với việc mua thêm vũ khí và thiết bị quân sự từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia cộng sản, mối quan hệ song phương của họ đã lộ ra cho thấy ngày càng trở nên xấu đi vì những nỗ lực của Trung Quốc để xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam. Do đó, Việt Nam đã quay sang phương Tây, đặc biệt là Nhật Bản và Hoa Kỳ, để được giúp đỡ trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình từ người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Trong cuộc họp cuối tuần vừa qua tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã đồng ý tăng cường hợp tác song phương, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông có lập trường chống Bắc Kinh, đó không phải là để hỗ trợ lẫn nhau. Theo Reuters, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte làm việc để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng cách song phương,
Một điều mà giới phân tích mô tả như là một chiến thuật chia để trị, có nghĩa là để làm suy yếu quyết tâm quốc tế chống lại hiếu chiến những người Cộng sản Trung Quốc. Tuy vậy, cách tiếp cận của Chủ tịch Tập Cận Bình dành cho Tổng thống Phi Luật Tân Duterte tốt hơn đối với Chủ tịch Việt Nam, Trần Đại Quang. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý không ngăn chặn ngư dân Philippines đánh bắt cá trong ngư trường truyền thống tại bãi cạn Scarborough của Phi Luật Tân mà Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền và hiện đang giành quyền kiểm soát. Ngoài Việt Nam tăng cường sự hiện diện trong quần đảo Trường Sa, ông Tập Cận Bình có thể sẽ sớm phải đối diện với một thách thức từ Đài Loan. Hiện nay, do Tổng thống ủng hộ độc lập Thái Anh Văn lãnh đạo đã có một kế hoạch tập trận quân sự bất thường ở Biển Đông đang tranh chấp. Trung Quốc vẫn thường xuyên tố cáo bất kỳ nỗ lực nào của Đài Loan để khẳng định tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông là đi ngược lại với các yêu sách của Trung Quốc, vốn bác bỏ chủ quyền của Đài Loan, mặc dù điều này có thể trở nên phức tạp bởi sự gia tăng quyền lực của Tổng thống Thái Anh Văn. Gà Tây, đậu xanh và football là những món ăn và giải trí không thể thiếu đối với các phi hành gia đang làm việc trên trạm không gian quốc tế. Phi hành gia Shane Kimbrough, chỉ huy trạm không gian ISS, sẽ làm đầu bếp để phục vụ cho phi hành đoàn gồm có 6 phi hành gia. Trong một video thu trước để giới thiệu thực đơn và các sinh hoạt trên trạm không gian trong ngày lễ tạ ơn, phi hành gia Shane Kimbrough cho biết: "Dĩ nhiên sẽ có một sự khác biệt giữa trên trời và dưới đất, nhưng tôi sẽ cố gắng nấu như nhẹ nấu. Nhưng tôi sẽ cố gắng nấu như mẹ nấu ở nhà." Ông cho biết thêm, mọi thứ đã sẵn sàng để ngày mai, lễ Thanksgiving, chúng tôi chỉ mang các lát gà Tây khung khói, đậu xanh hầm, khoai lang nghiền, dâu đỏ và dâu xanh để ăn mừng lễ tạ ơn. Nhiều du khách Thanksgiving hy vọng để lại chính trị phía sau. Nhiều người đi du lịch trong dịp Thanksgiving vì muốn bỏ lại chuyện chính trị đằng sau lưng. Khi bà Maria Mitchell quay quần với gia đình trong ngày lễ tạ ơn, bà muốn dành trọn vẹn thời gian cho gia đình để nấu ăn với em gái mình, một bữa ăn cho cả gia đình thưởng thức và sau đó cả nhà cùng sinh hoạt với trò chơi đố chữ. Bà cho biết, những sinh hoạt của gia đình trong ngày Thanksgiving dứt khoát không có bàn chuyện chính trị. Bà nói, đây là khoảng thời gian thiêng liêng đối với gia đình để được ở bên nhau. Hãy biết ơn và tận hưởng một kỳ nghỉ. Bà Mitchell chia sẻ trong lúc chờ chuyến bay từ New Orleans để thăm gia đình ở Chicago. Tôi thực sự không nghĩ rằng những chuyện đấu đá chính trị bên ngoài chính trường lại được mang vào nhà của bạn tại một thời điểm vô cùng đặc biệt của gia đình trong ngày Thanksgiving. Theo thống kê của hãng bảo hiểm AAA cho biết, việc du hành mùa lễ tạ ơn này sẽ gia tăng đáng kể với khoảng 48,7 triệu người Mỹ đi chơi xa, tăng 1,9% so với năm ngoái. Trong đó, 89,4% bằng phương tiện xe cộ, 7,6% bằng phương hàng không và 3% bằng các phương tiện khác, nhiều nhất kể từ năm 2007. Các cửa hàng bán lẻ lên kế hoạch on sale sớm hơn mỗi năm vì chương trình hạ giá Black Friday không còn ăn khách. Với số bán vào ngày Black Friday giảm dần, các công ty bán lẻ ở Hoa Kỳ đang đưa ra chương trình on sale trước ngày Thanksgiving sớm hơn là các năm gần đây để lôi cuốn khách đi mua sắm vì ngày thứ sáu đen Black Friday không còn đánh dấu ngày mua bán tốt nhất cho các cửa tiệm. Black Friday như chúng ta biết là ngày sau Thanksgiving khi mà theo truyền thống dân chúng đổ đi mua đồ sale để mua quà cáp cho lễ Giáng sinh ở Hoa Kỳ và là ngày các công ty bán lẻ chuyển sổ sách kế toán từ màu đỏ tức là số hàng bán không chạy bị lỗ sang thành màu đen tức là hàng bán chạy có lời. Nhiều tiệm bán lẻ từ năm trước đã mở cửa tiệm từ đêm Thanksgiving để tăng số lượng khách hàng, nhưng số người đi mua đã giảm gần 1/3 kể từ năm 2015. Hơn thế, thống kê cho biết, năm ngoái shopping online và các quảng cáo khác làm giảm số tiền mua bán trong các tiệm hơn 6%. Vì vậy, năm nay các tiệm bán lẻ đang tăng gấp đôi khoảng thời gian on sale trong cố gắng để thúc đẩy người mua. Walmart cho biết, năm nay họ tăng lượng hàng tồn kho lên hơn một nửa
và sẽ có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho ngày Black Friday vào sáng thứ Sáu. Theo các nhà nghiên cứu, thì trung bình các cửa hàng bắt đầu on sale sớm hơn khoảng 3 ngày. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết người tiêu thụ khôn lắm, họ biết có hàng rẻ sớm nên không chờ. Vì nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Phật Bảo Tự. Chương trình thuyết giảng của Thầy Thượng Tọa Thích Tịnh Giác, trụ trì Linh Sơn Tự, đến từ Úc Châu tại Chùa Phật Bảo Tự vào lúc 7:30 chiều đến 9:30 tối ngày thứ Sáu và thứ Bảy 25 đến 26 tháng 11 năm 2016 vào lúc 11:00 sáng đến 12:30 trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016. Địa chỉ 4701 Backlick Road, Annandale, Virginia 22003. Điện thoại 703-256-8230. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Loraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật ngày nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Loraco. Một lần nữa, ghế massage Loraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Loraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Loraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930. 1-800-483-9930. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ống, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa gallon nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay 6 tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chần chờ gì nữa, hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi, không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Nhà hàng Nha Trang nổi tiếng nem nướng Ninh Hòa, bánh canh cá, lẩu đồ biển, mì Quảng, cơm tay cầm, bánh ướt thịt nướng, gỏi cuốn, bò lúc lắc, nước mía tươi, có lai xanh bia và nhiều món ngon đặc sản miền Nam. Mở cửa mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 10:30 sáng đến 9:00 tối, và thứ Bảy và Chủ nhật từ 10:00 sáng tới 9:00 tối, có nhận credit card. Tọa lạc tại Eden Center, địa chỉ 6757 Wilson Boulevard, Fort George, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-534-1657. General Sai, công ty làm bản hiệu hơn 25 năm tại Virginia, Maryland và Washington, D.C. General Sai chuyên cung cấp các dịch vụ gắn bản hiệu cửa hàng bên trong và bên ngoài, đèn LED cho chữ đèn bản hiệu tiệm, hộp đèn bản hiệu, đèn LED chạy chung quanh Windows, chữ dán cửa ra vào và cửa kiến, bản hiệu bằng gỗ hoặc bằng nhôm, dán chữ lên xe van và xe truck, làm banner. Công ty có đầy đủ các thiết bị, biết cách làm đơn xin phép gắn bản hiệu tại County và City. Công ty General Sign uy tín, đúng hẹn, bản hiệu đẹp, tốt, bền, chất lượng cao, nhận tham khảo miễn phí. Điện thoại số 703-334-7041 hoặc 571-277-0538.